Công an huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng vừa liên tiếp bắt 3 vụ tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy, tạm giữ 3 đối tượng và nhiều tang vật có liên quan. Trưa ngày 8 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Trần Đề phát hiện bắt quả tang đối tượng Lý Văn Hậu, sinh năm 2001, thường trú tại thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, đang có hành vi tàn trữ 0,3036 gram ma túy đá. Tiếp đó đã bắt Lưu Ngọc Đạt, sinh năm 1997, thường trú tại phường 1, thị xã Vĩnh Châu, đang tàn trữ 2,4008 gram ma túy đá trên lộ đan thuộc ấp Nam Chánh, xã Lịch Hội Thượng. Lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ số ma túy trên, 2 xe mô tô cùng một số tang vật khác có liên quan. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Bùi Hữu Tài, sinh năm 1992, thường trú tại ấp Đại Nôn, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét chỗ ở của Tài, lực lượng công an phát hiện Tài tàng trữ 36,3675 gram ma túy, 4 vật hình súng, 34 vật hình đạn, cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Hiện các vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.